gì nè, kêu cầm cổ trời trời, kéo thế kéo lại luôn rồi kéo luôn giữ không ơi trai, giữ không cổ rồi xích cổ cái bao không được không, rồi lấy điện thoại chụp được không, được 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 không mày ơi, cho nè cắt luôn mày. Mến chào quý cô bác anh chị em, thì mình đang qua xã Mỹ Hòa Hưng, thì tình cờ gặp lại em gái bị bệnh đau nè. Lúc trước em ấy cũng mê chai lắm, trời ơi nhặt được nhiêu tiền đó hả? Ủa không phải, xin lỗi, sáng giờ bà con của bác cho nhiêu đó hả? Chạy ngấy ngay chạy nè. Anh mới ăn cơm mà hết tiền cơm rồi nè. Chịu không? Hết tiền cơm. Bao đi bao ăn cơm đi, đang vô đây ăn cơm nè. Chịu không? Bao mấy anh ăn cơm nha. Chịu không? Trời ơi. Chịu luôn kìa. Mời chai ớn vậy. Chơi, ăn chai không? Không có mời chai đâu à hả? Không mời chai thì sao người ta kêu là bao cơm bao luôn. Bao dư hết tiền rồi sao? Trời ơi tiền rồi nào một cọc này nó cầm cao cao lên coi thử nhiều đó. Ôi ơi khủng hoảng luôn. Cái nè. Cái này là hồi sáng giờ đã dành hổng gài. Gài. Hổng gài. Hổng gài à? Mấy ngày rồi? Gài. Được mấy ngày? Lâu à. Lâu á. Chút xíu hết chụp hình không? Hết chụp hình với cái anh đẹp trai đó không? Đó. 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 Số anh em đó. Ừ. Ừ. Hai. Hai đâu? Hai. Anh chỉ rồi. Ba thằng ngồi nặng á. Anh chỉ rồi. Người nào? Anh thích người nào chụp câu cổ người nào đó? Ôi mày trời ơi, mày lại chụp tấm hình đi, lại tao chụp tấm hình coi. Đi. Đi ơi. Đi kìa, kêu kìa, đi. Bây giờ mình đi dẫn luôn nè. Thôi. Sao vậy? Bắt cả. Sao vậy? Ôi bánh mì kìa. Đi và con có bắt cho tiền đem theo cái ca nước để uống luôn. Nắng rồi. Ôi mưa rồi. Đi lại nắng đi. Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa là nắng kêu cơm cho ăn luôn nha. Rồi lấy tiền nó trả tiền cơm luôn, trả cho hết 5 người luôn. Trả cho tiền hả? Trời trời. Đây, đây. Rồi rồi mê thiệt rồi. Thái quan rồi. Con lại nặng con lấy cái bị của chú lại giùm anh. Lấy cái bị của chú kìa. Dĩa nghe. Con ba còn giờ là 2 4 6. Giờ 6 rồi tan nè. Bây giờ là mắc cười không? Mấy anh em mình hôm nay đi qua bên đây để gặp anh Thọ đờn hát á quý con cô bác. Thì tình cờ phát hiện gặp đó em nè. Bao tên Lan hả? Điểm rồi, điểm rồi nhiêu tiền nặng bao đi, để lên điểm nè. Đủ không? Đủ tiền không? Rồi, đủ không? Điểm đi. Rồi, điểm rồi coi đủ 6 viên cơm không? Thôi. Thôi điểm kỳ lắm. Thôi. Thôi kỳ lắm. Thôi chọc chị chơi tí thôi. Trời ơi, con nào gấp rồi chọc tiền lẻ cái nè. Quá. Hay là anh Hiền này sắp cho nó thẳng lại cái bột dây thun cho em ấy đi em. Nhiêu này đủ trả tiền cơm rồi đó. Trời ơi bắt ghế ngồi kế em Quang mới chịu à. Bây giờ thích anh nào nè, chỉ anh nào coi. Thầy ơi. Chết luôn à. Không được rồi nè, thích không? Chút chụp hình đó nè. Nè. Cục đổ. Sơn hẳn mới chịu nghe. Cục cổ không? Sơn hoài nhắc Lan ơi, Lan à, cục cổ không? Cục cổ không biết đây. Cục cổ chụp hình luôn. Cần hoài á. Sao? Anh đó sao? Không biết đi. Ừ, nghe không? Nó nghe nè, thương anh đó không? Thích anh đó không? Yeah. Thích không? Người nào cũng thích trơn hả? Thích thì qua bển cặp cổ ảnh một cái. Cặp cổ anh cái đi. Thôi. Đâu mà thôi. Anh trời ơi, kêu với cơm cho em ăn luôn nha. Thôi chơi gì cho mấy anh trả tiền cho ăn cơm chưa luôn nha. Kêu với cơm giùm anh em Hiền. Kêu với cơm nào, ăn gì? Quên lộn. Dạ. Bỏ túi ra bộ la liền hả? Trời ơi. Ăn cái gì em ăn cái gì nè? Nè mấy món trên bàn này nè, ăn cái gì? Nè. Món này là món gì đây? Vịt. Em ăn gì? Ăn món nào được? Chỉ đi, ăn món nào được? Miễn trả tiền chưa hết trả gì. Khoan hả, trả, trả, để đi ăn đi hả? Còn phần của chị đó kìa. Chị Lan đó kìa. Thôi, để anh. Rồi đi. Để nắm tay. Gì nè, kêu cầm cổ. Trời ơi,
kéo thế kéo, kéo lại luôn rồi kéo luôn giữ không ơi trai giữ không đổ lại xích đổ cái bao không được không rồi lấy điện thoại chụp được không được 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 không mày ơi xe lại cái nè cắt luôn mày trời ơi quá trời ơi luôn rồi không trả tiền đó không mày phải trả tiền đó nha. Ê, trời tay không cho buông luôn kìa trời nắm cứng nhắc mày sao giờ cái mắt gì nuôi luôn rồi chụp hình xong rồi buông ra đây chụp chưa, hình chưa, rồi chưa chưa trời chụp chân ông thờ gì đừng có đăng lên cái chết tôi quá rồi trai đẹp nó chịu nghe trai đẹp nó chịu nghe trai nghe trai đẹp cái đẹp cũng cứng nhắc luôn rồi nè cứng nhắc luôn là không có chịu bỏ rồi chụp hình rồi buông ra đi chụp hình rồi giữa chợ mình nắm nắm tay không được chết rồi quá không được không được ăn đi đưa đưa dĩa nào cho em mấy đi anh Hiền rồi chị thích cái món nào đó chị chọn đi chị chọn đi chị Lan nè em coi cái món nào ăn được em chọn đi hả thôi đi thịt kho hả chị? Thịt kho là thịt nướng có chị? Thịt nướng đi chia đổi giùm em thịt nướng luôn của chị đi cho mày nó thua cho mày cuốn nó cái này là người ta về mày thôi chị làm nướng cho tôi bả là bả là phải em kìa chụp hình ta ngồi kế được rồi chụp nắm tay người ta rồi chụp hình nè chơi hả à, nắm hình đâu chơi hả đâu. Ờ em ấy nói chơi mà chơi để chơi vui vui trời mưa quá rồi trời ơi đây là chợ Mỹ Hòa Hưng nha quý bà con cô bác ủa chợ Trà Mơn chợ Trà Mơn thuộc xã Mỹ Hòa Hưng còn Cù Lao Ông Hổ nơi Bắc Tôn Đức Thắng rồi ăn quan ngồi bánh đây mở đi quan trời ơi đồ ăn nè qua đây chơi qua đây ăn chơi vui trời mày làm gì quan ừ hoài giỡn hoài mày ăn cơm mày cũng giỡn quan ăn cơm mày cũng giỡn mày chết luôn mày quan quan lấy đũa muỗng lấy đũa với nĩa cho em mấy đơn mì làm gì thì nghe bà con nói là chị phải có hiếu với mẹ nè chị ơi có hiếu của mẹ xin tiền về là về đưa cho mẹ xin tiền về đưa cho mẹ muốn hả bà hổng mà em có ghé nhà của em ấy được không muốn ghé ông thần ơi muốn đổ đâu kia thôi mà cũng đâu ấy mà có đi lại nhà của em là có chị đấy à ở của em bữa nay trời mưa rồi thấy tiền cũng nhiều rồi ăn cơm xong mình về nhà mình nghỉ ngơi đi đừng có đi nữa một ngày mình đi nửa ngày thôi nha với thứ hai nữa nè nè với thứ hai nữa hạn chế mê chai nha mời mốt nó dụ mình là sao đúng không đừng có đứng gần nó gặp trai sợ cái gì kinh đà đó sao không nghe kinh kinh đi nhà cái ôm nè xin tiền ăn cơm xin tiền ăn cơm hả không có đu chai phải không không đu chai không à, xin tiền ông Hiền công nhận giúp hay à hay dữ đu chai không có nuôi chai không, không biết không có nuôi không mà đưa hết tiền đu chai luôn ăn xin à ăn ăn xin để ăn cơm mẹ dặn phải không không có đu chai phải không ăn chai mê chai mà không có nuôi chai không có nuôi chai rồi thôi em ăn đi trời trời còn bọc tiền nữa kìa trời ơi trời ơi sao mà giàu dữ vậy nè nghe anh nói nè tiền được bao nhiêu về gửi cho mẹ đi đừng có bỏ trong túi mất hết đó nha trời ơi sáng rồi gửi cho mẹ trời sáng 20 rồi sáng cho mẹ 20 rồi anh em dùng trước đi dùng cơm trước đi làm giữ cá lên cho anh hớm đi anh hớm cá gì chút ăn trước đi ăn trước đi rồi em Lan ăn đi em thích chị thích món nào đó chị thích chọn đi ăn cá này cái gì cá chiên hay gì chị ăn đi bây giờ ăn đi người đẹp ăn đó ăn bây giờ ăn dữ vậy bây giờ ăn đi người đẹp ơi ăn chứ mất cả hả không chết luôn á ở bữa có cái nón đâu rồi anh em tặng đâu rồi ai rồi rồi cái nón tặng bỏ mất tiêu luôn rồi sao mất hay là dạy cho ai rồi đưa qua bên có cho ai không trời ơi tôi mua cái nón mắc tiền như lắm luôn á ớ rồi thẳng con người đi có tặng cho ai không đó ừ ăn đi ăn đi người đẹp rồi em ăn đi người đẹp có ăn cháo với người đẹp hả ừ làm gì đâu xe đụng nữa hả trời ơi sao ngoài đường vài bữa nói xe đụng hoài thôi đừng có vạch ra trời ơi ta là không ở đây không bị vạch ra trời ơi rồi ăn cơm đi người đẹp không được hoài ơ sợ hai giờ đâu có vòng hoài đó cưng hoài
gì? Giờ cái máy mất cỡ kìa anh ơi. Cưng đẩn 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 ngoài không? Cái máy có chuyện gì? Ừ. Anh nào lo chuyện đó? Anh nào? Dạ, anh nào đứng? Ở đó đó hả? Trời ơi không được rồi. Mày dám đựng má của em. Của chị chứ. Trời ơi. Không không cưng hoài chứ. Cưng hoài hả? Ừ. Không quen mà, không quen mà, không quen mà. Ừ, cứ la nó ra hoài á. Rồi thôi ăn cơm đi, ăn cơm xong đi rồi đi về nhà nghỉ ngơi đi nha. Rồi. Mưa hết rồi, ăn cơm xong rồi hồi mình đi về nhà. Cảm ơn. Rút Giang về đi. Hả? Ở nhà Giang về với. Hả? Không nghe. Chị nói sao đâu, chị nói rồi. Dịch nè. Giang về với ơi. Có Giang giữ đi. Có Giang giữ đi. Trời ơi, thiệt dịch hay giữ rồi. Chút xíu ăn cơm xong đi rồi cái anh ở ngoài sau kìa chở cho về. Ừ, đúng rồi. Có nghe không? Chú chở về dưới nè, nghe nè, chở về dưới phải trả tiền người ta nghe không? Rồi thôi mưa lớn rồi kìa mày, không nghe đâu. Thôi mấy anh em mình ăn cơm đi. Rồi em la ăn cơm đi nha. Rồi, mình xin dừng clip ở đây để mấy anh em mình ăn cơm nha quý bà con cô bác. Còn nghiệp em mấy quá. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Ăn đi, ăn đi. Không có tiền quá. Cho tiền. Rồi chúc cho.